Đây là một cái chiếc clip đầu tiên mà tôi quay review một cái quán sushi sashimi bình dân ở quận 7 nè. Lưu ý là quán chỉ bán sau 5 giờ chiều thôi nha. Có đủ các món như là sashimi cá hồi, cá trích ép trứng, sò đỏ, sò điệp, bạch tuộc, trứng cá hồi hay là trứng cá chuồn, sushi với các kiểu cơm cuộn như là maki, gulkan, nigiri với giá chỉ từ 20.000 cho đến vài chục nghìn đồng một món thôi. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Hôm nay thì Phúc sẽ review một cái quán sushi bình dân nhưng mà cách bày trí nhìn chén dĩa như nhà hàng mà nhìn sang xịn vô cùng. Phúc gọi một phần cơm cuộn cá hồi phô mai khè khá là ngon là 95.000, rồi tiếp tục với 4 miếng cơm cuộn tôm tempura chỉ có 34.000 thôi, được phủ trứng cá chuồn. Món này mà ăn cùng với lại gừng ngâm là hợp lắm luôn nè. Tối nay thì Phúc gọi một set combo sushi B có giá là 158.000, nhưng mà phần này nếu đi đông thì các bạn mới nên gọi nha vì nhiều lắm. Vừa có cơm cuộn trứng với thanh cua, vừa có gulkan trứng cá chuồn, vừa có các loại nigiri lươn, cá trích ép trứng, cá hồi ba loại hay là nigiri bạch tuộc, sò đỏ. Phúc gọi trên 300.000 đã được quán tặng cho một phần cá hồi nướng muối, ăn cũng khá là ngon nè. Nhưng mà khi ăn thì Phúc thấy nên vắt thêm miếng chanh nữa thì có vẻ sẽ ngon hơn đó nha. Đến đây thì các bạn nhớ thử qua món salad nha, như là phần salad rong biển Phú gọi chỉ có 58.000, kết hợp cùng với rất là nhiều loại rau củ và bơ. Các loại salad kết hợp với lại thanh cua, cá trích ép trứng, heo sông khối, tôm, salad trộn, lươn nướng, sashimi hay là cá hồi sống thì giá sẽ dao động từ 45.000 cho đến 98.000 đồng một phần. Mà một khi đã đi ăn sushi thì cũng phải thưởng thức sashimi nữa. Menu cũng sẽ đa dạng với các món như là sò điệp, sò đỏ, cá trích ép trứng, cá hồi, bạch tuộc hoặc là chọn phần set combo như Phúc là 158.000. Quán này có tên là Saichi Sushi, nằm tại số 13 đường số 10 phường Tân Quy quận 7 nha.